Xin chào anh chị em và các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách nấu chè ngũ sắc từ dừa non và thạch. Nếu quan tâm xin mời vào bếp cùng làm với mình nhé. Cảm ơn quý vị luôn quan tâm theo dõi kênh Trang Thanh Nguyễn HD của mình. Mình cũng chuẩn bị 50g bột bán. Mình sẽ rửa sạch bột bán. Bột bán sau khi rửa sạch thì mình cho trở lại cái tô. Mình cho thêm một ít nước. Sau đó mình sẽ ngâm bột bán khoảng 1 giờ. Mình cũng chuẩn bị thêm 200g cùi dừa. Phần cùi dừa này mình cũng đã làm cho thật là sạch. Dừa này nó hơi mềm mềm. Miếng dừa này thì nó mềm hơn hai cái miếng kia một chút xíu. Thường thì mình thấy cái dừa nó mềm quá, mình nấu nó không có được ngon lắm. Mình cắt dừa thành các cái sợi mỏng mỏng như thế này. Và mình dùng cái đồ chấn để nó hơi có gợn sóng. Nếu anh chị em và các bạn có được dừa dứa thì mình nấu nó sẽ rất là ngon. Còn nếu như không có thì mình chỉ dùng dừa bình thường cũng được. Mình đã cắt xong toàn bộ phần dừa và cái dừa này nó rất là thơm mùi lá dứa. Mình cho phần dừa vừa sắc vào trong tô. Sau đó mình sẽ cho thêm 50g đường. Mình sẽ trộn thật đều. Sau đó mình sẽ để cho dừa ngấm với đường khoảng chừng 1 giờ. Mình sử dụng đây là một ít hoa đậu biếc. Phần hoa này thì mình cũng đã rửa sạch. Mình cho một ít nước sôi vào. Sau đó mình sẽ đậy thật kín để đậu biếc ra màu. Đậu biếc sau khi mình đậy kín được 15 phút, mình sẽ chắt lấy nước bỏ đi phần xác. Ngoài màu xanh đậu biếc ra, mình còn sử dụng thêm màu xanh của lá dứa và màu tím từ lá cẩm. Cách nấu lá cẩm cũng như là lấy màu xanh từ lá dứa. Nếu anh chị em và các bạn quan tâm, xin mời xem ở đường link bên dưới phần mô tả nhé. Mình sử dụng 5g rau câu dẻo, 50g đường. Mình sẽ cho một ít đường vào chung với rau câu rồi trộn cho thật là đều. Mình cho 700ml nước vào trong nồi. Cho rau câu và đường vào chung. Rồi cũng khuấy cho thật là đều. Rau câu sau khi được khuấy đều thì mình sẽ để cho rau câu nở khoảng chừng 15 phút. Rau câu trong sau khi mình ngâm được 15 phút, mình cũng sẽ mang đi nấu. Mình cũng nấu với lửa trung bình cho rau câu sôi. Khi rau câu sôi thì mình sẽ nấu nhỏ lửa khoảng 10 phút. Mình cũng sẽ hớt đi phần bọt. Rau câu sau khi sôi được 10 phút, mình sẽ cho phần đường còn lại vào. Mình nấu thêm khoảng chừng 1-2 phút nữa là tắt lửa. Mình lấy ra một ít rau câu trong. Cho vào cái chén. Mình cũng sẽ cho một ít nước cốt lá cẩm vào. Mình cho từ từ cho đến khi mình thấy màu vừa ý là được. Mình dùng cái hộp này để làm khuôn đổ rau câu. Mình cho rau câu vào. Sau đó mình sẽ để cho rau câu đặt lại hoàn toàn. Cũng lấy ra một ít rau câu trong. Sau đó mình sẽ cho nước hoa đậu biếc vào.
mình cũng để cho rau câu đặt lại hoàn toàn. Mình cũng cho phần rau câu trong còn lại vào trong cái hộp này. Mình cũng cho thêm một ít nước cốt lá dứa, cũng khuấy đều. Sau đó mình cũng để cho nó đặt lại hoàn toàn giống như hai phần rau câu vừa làm. Như vậy là mình vừa làm xong 3 phần rau câu với 3 màu rất đẹp. Bán mình đã ngâm được 1 giờ. Mình sẽ vớt bột bán ra để ráo. Mình sử dụng 150g đường, 1 tí muối, 1 ít lá dứa, 300ml nước cốt dừa dảo và 200ml nước cốt dừa đậm đặc. Mình cho 300ml nước cốt dừa dảo vào trong nồi. Mình cho thêm một ít lá dứa vào và đun cho nó sôi. Khi nồi nước cốt dừa sôi thì mình sẽ để cho nó sôi như vậy khoảng vài phút để lá dứa ra mùi thơm. Vì mình sử dụng dừa dứa để nấu chè, cho nên mình có thể cho thêm lá dứa hoặc là không cho cũng không sao. Cùi dừa này thì mình cũng đã ướp với đường được 1 giờ. Nước cốt dừa sau khi sôi được vài phút, mình vớt lá dứa ra. Mình cho cùi dừa vào và đun cho sôi. Mình cho một tí muối vào. Mình cũng cho 150g đường vào. Tùy vào việc thích độ ngọt mà anh chị em và các bạn có thể tăng hoặc giảm lượng đường này. Mình cũng cho bột bán vào. Mình đun với lửa lớn cho nó nhanh sôi. Mình nấu cho đến khi bột bán trong. Khi bột bán trong như thế này, mình sẽ cho 200ml nước cốt dừa đậm đặc vào. Nước dừa này mình để trong tủ lạnh cho nên nó sẽ đặc lại giống như là kem. Mình thường có thói quen khi ép dừa xong là mình cho vào trong tủ lạnh ngay để nó không có bị hư. Khi nồi nước cốt dừa sôi là mình sẽ tắt lửa ngay. Mình không để quá lâu, dừa nó ra cái dầu dừa sẽ không có được ngon. Và để cho nồi nước cốt dừa nó nguội lại hoàn toàn. Rau câu sau khi đặt lại hoàn toàn thì mình cũng sẽ lấy ra khỏi khuôn. Mình cũng cắt rau câu thành các sợi giống như là dừa. Mình cho rau câu vừa cắt vào trong chén nhỏ. Mình cắt rau câu đậu biếc và rau câu lá dứa cũng tương tự như rau câu lá cẩm. Mình cũng sử dụng thêm 100g mít. Mình cũng cắt mít thành sợi giống như là dừa. Thạch và mít nếu chưa dùng đến thì anh chị em và các bạn sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh. Nồi nước dừa này sau khi nó nguội lại hoàn toàn, bột bán nó nở cho nên nó hơi sệt sệt như thế này là vừa. Mọi thứ đã sẵn sàng, bây giờ mình sẽ bày cái chè này ra. Mình sẽ cho một ít mít vào trong cái tô này. Mình cũng cho một ít thạch lá cẩm vào. Anh chị em và các bạn thấy cái màu lá cẩm nó rất là đẹp.
Mình nấu xôi hay làm bánh gì mình cũng ưa dùng lá cẩm. Mình cũng cho thêm một ít thạch lá dứa vào. Mình cũng cho một ít thạch đậu biếc vào. Cuối cùng là mình cho thêm một ít nước cốt dừa với dừa tươi và bột bán vào. Chè sẽ rất là ngon nếu như được ăn kèm với một ít đá viên. Như vậy là một món chè rất ngon lành và đẹp mắt đã hoàn thành. Vừa có mùi thơm của mít, của lá dứa, của dừa dứa. Chúc anh chị em và các bạn nấu được một món chè thật ngon và đẹp mắt nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.